thôi đâu rồi. Thôi đâu rồi. Ôi rồi ôi. Tôi này mất điện rồi. Trái rồi kìa. Ôi dồi ôi, dính phải cái đồng hồ ATM của mình rồi. Ôi. Ôi sợ. Trái tới đồng hồ của mình đấy. Ôi càng ngày càng to. Được không? Đấy. Sợ tay mấy cái đồng hồ của mình rồi đấy. Đi lên trên rồi. Chắc giờ cũng tắt rồi chứ. Chắc trên kia cũng tắt rồi chứ. Nếu mà nổi như này là tụi tắt mà. Ô, đi lên trên rồi. Mở nè. Hả? Rồi, 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 rồi. Úi trời ơi. Còn mà. Thôi được rồi, để đó đi. Thôi được rồi, để đó đi. Thôi được rồi. Úi trời ơi. Thôi đâu rồi. Úi trời ơi. Thôi. Úi trời ơi, ghê quá. Ôi bữa hôm kia bữa là tụi tắt trên kia mà. Chú. Như vậy không sao rồi, nó không cháy lên trên đâu. Không mong ai lôi đây người ta. Biển đây mà kêu đem nước của mình. À, đi
cái kia kêu đem nước đi dập. Hết rồi, ta có cháy lên hết đường dây, cháy hết cái đường hồ. Ồ, máy đang quay mà có anh gọi cho mình nữa, giờ tắt rồi nhá. Ghê quá. Tắt rồi là được rồi đấy. Nếu mà chưa tắt thì nó còn cháy lây qua mấy đồng hồ trên thì thôi luôn á. Được rồi.